Xin chào tất cả các bạn. Năm học 2021-2022 diễn ra khá đặc biệt phải không các bạn? Do tình hình dịch bệnh quá phức tạp nên chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, mà chủ yếu gặp nhau qua màn hình điện thoại, laptop, TV bằng hình thức học online. Mọi hoạt động cử người như đóng băng. Nhưng rất may tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và mọi hoạt động vẫn được diễn ra tại học kỳ 2. Và sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ môn đầu tiên, đó là bộ môn kéo co. Các bạn cùng quan sát những hình ảnh sau đây nhé, bao gồm những hình ảnh tập luyện, rồi giao lưu giữa đội kéo co với đội bóng chuyền, sau đó giải hội thao cấp trường và cuối cùng là thi đấu cấp quận. Và cùng thông báo với các bạn rằng năm nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh thi đấu giải quần đạt giải nhất đó các bạn. Các bạn quan sát nhé.
Vỗ tay, vỗ